Rồi hello, xin chào cô chú anh chị đã chăn nuôi bánh tre ha. Hôm nay lên hai quả cái siêu anh gút của chú chị đó, siêu đỏ anh gút ha. À, đây hai bò thì tầm 6 tháng 6 tháng rưỡi bò đó, già bò ha, ăn uống là mạnh khỏe bình thường của chú anh chị. Chân cẳng em quan sát là không có bố bếp xe xuống lúng xuống luôn hết nha, chân cẳng này của chú anh chị đó, lúng nè, đây lúng nè, thấy không, dạ vú nè, thác thăng luôn chú anh chị. Bò này không có xuống lúng xuống ruột hết chân trước nè. Thì em bò em bán giao là không có bú ép xe nhà cơ cô cho mình kiểm tra hay bò ha, xương sóc cũng to của chú anh chị đó, đầu trụi ha, hai con đầu trụi này, xoay mặt xoay lưng này nghiêm chỉnh nha đó, xoay lưng này của chú anh chị, lưng dai nở rồi. Hai bò thuộc bò làm giống sinh sản ha, mẹ là mẹ Red Man đẻ ra không nè đó, hai bò là kiểu mẫu là cực kỳ luôn. Chiều cao, nhắc lại chiều cao là em đo là 1m, nó không sao rồi, 1m1 đến 1m12, dao động 1m1 1m12 ha chú anh chị. Còn mà giữa sấy lưng thì 1m06 07 ha đó. Đây đít nè, sấy lưng không, đây hai con sấy lưng đều nghiêm chỉnh nha, và to ha, vô con đi vào này, sấy lưng sấy mặt nghiêm chỉnh hết đó, đầu trụ đuổi của chú anh chị, chân cẳng nè, xương sóc nè, cầm đứng thẳng ha, dạ đi đi đó, thì báo giá luôn cặp này anh chủ nhà anh bán giá là 26 triệu bao xếp ha, cặp này nè 26 triệu bao xếp đó, chân móng nè, thấy không, hai con này 26 triệu bao xếp ha chú anh chị đó, bao xếp gì nè, đít nè, hai con nè, thắt thằng ha, xong lưng nè đó, quá đi đó, hai con một màu liền ha, không có chân xương sóc nè, thấy không đó, đầu cổ nè, hai con anh gút đó. Cô chú anh chị mà nó gần xa thấy ưng ý được mua thì liên hệ cho em ha. Xương to luôn, lúng à. Hai cái siêu ha. Đó giờ hình ảnh em gửi đầy đủ cho cô chú anh chị mình nè. Đó mong cô chú anh chị mình xem thấy giá cả ưng ý mua được liên hệ cho em ha. Hai con giá là, hai con này giá là 26 triệu bao ship. Đó, 1.200 km cho cô chú anh chị mình về ha. Hai con anh gút rất là đẹp bò nha. Diễn rất luôn rồi chú anh chị. Cắt làm gì ạ? Cắt làm gì ạ? Đít nè. Đó. Có hai con đít không? Chuồng ủ luôn. Hai con này 26 triệu thì cô chú chị có thấy ưng ý được mua thì liên hệ cho em ha. Giá kìm mềm yêu thương, kiểu mẫu đồ rất là đẹp.
Bao tặc lỗi hết ha. Đây. Đây. Này. Xin chào cô chú anh chị đã chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay lên ba ăn đực nè, ba ăn đực lỡ lên cho chú anh chị. Ba ăn đực cũng tầm 12 13 tháng bò hết trơn rồi. Họ nuôi cũng gần đạt rồi đó. Này thì con đực ba bê, ba con đực ba bê ha. Tính đực ba bê này đầu tiên bọt ba bê này chiều cam đo hôm sau là 1m28 1m29 bò, nếu mà đo ngay giữa sái giữa lưng là 1m21 bò ha. Đít nè cô chú anh chị liền lực ha. Đó đây thì cô chú anh chị nào kinh hết gỗ béo có thể mà mau ăn mau miệng liền nhà mua ba quà này dỗ rồi dỗ được 3-4 tháng nữa mình bán là dư ăn luôn chú anh chị ha. Chân cẳng nè ai đó, con này chân cẳng không có bú ép xe sung lúng sung luộc gì hết, xương sóc khá cầm đứng thẳng ha. Đó ba b lưng dai là đít nè nên vuông bò. Đây đó, thả đòn nè. Cô chú chị thấy đòn đít nữa không, rất là lực bò ha. Chân cẳng nè đây đó. Có mấy bò lên cũng lên cỏ hết luôn cũng gần la được rồi cô chú chị đó. Đây ha, rồi tới con chính giữa, đực ba bê chính giữa ha. Đực ba bê chính giữa thì chiều cao nó là 1m35 bò, đang đo ngay không sao. Còn đo ngay giữa lưng khoảng 1m29 ha. Đó. Đực giữa nè, đầu trụi, miệng mặt. Miệng mày nè, ba con bò này nó ăn uống này rất là giữ bò luôn chuột. Đó. Chân cẳng nữa ha. Không có bú ấp xe xuống lúng xuống luộc gì hết. Đây. Ba con bò trình bành luôn, giá cũng cực kỳ mềm yêu thương luôn chú anh chị ha. Giá được là rất là mềm mại luôn đó. Ba con bò ở tàn vậy nè, thấy không, hiện tại họ kẹp tiền họ bán ha. Đó giờ thì bán thì em bán luôn, thì do tết em ra ngày nào em cũng giao hết chú anh chị đó. Em ba bò lên mà chân cẳng rồi bú mà chân đau đi không được thì trả về cho em đó. Bò bình thường tới được kem, được kem này cũng rất là vuông bò ha. Đó được kem thì chiều kem đó không sao khoảng 1m3 bò, nếu mà đo ngay sái phải 1m21 bò luôn ha. Được kem này cũng vuông bò lắm chú anh chị nè, chân cẳng là cũng đứng khéo ha. Đây kem nè, ba con bò này thì lưng dai đều đều rang vuông bò, thì mấy con bò mà vuông vuông nè cô chú anh chị mình nuôi nó thịt nó đạt dữ lắm cô chú anh chị ha. Đây đây ha. Rồi em báo giá luôn, ba con bò này anh chung nhận bán giá là 31 triệu một con đó, ngang ngửa là 31 triệu một con ha, bao xếp ha. Mua ba con thì dặn em 31 triệu một con hay bao xếp trong vòng 200 km ha chú anh chị. Ba con này là 93 triệu ha.
bao xếp 93 triệu. Em bao xếp cho cô chú về tặng nơi luôn. Tầm vòng 200 km tới lại ha. Đây. Nha. Rất là lực bò luôn ha. Thì hình ảnh em gửi cho cô chú chị xem rồi đó. Mình mong cô chú chị thấy ưng ý được giá này mua liên hệ cho em. Xương sóc nè, đứng thẳng băng luôn ha. Đây. Đùi dai đít nở của chú chị. Đó. Đùi dai đít nở. Hà Lan Hàn Quốc luôn ha. Ba con giá tiền là 93 triệu bao xếp của chúng chị. Con này ba con này cô chú gì về mình thúc rồi, 3-4 tháng nữa mình la được ha. Đó. Rồi cái hình đã nó gửi đầy đủ cô chú xem là mong cô chú nhìn thấy đó. Giá ưng ý phù hợp túi tiền mình liên hệ cho em ha. Mang được thác thăng mang được luôn. 31 triệu con của chúng chị. Đây. Đích nè. Rồi đích thăng. Đích cơ phù ghê hồng chúng chị. Ở đây rất lực bò ha. Mình mẩy lên đích cơ phù. Đó. Mong cô chú anh chị mình xem thấy giá cả lý được mua thì liên hệ cho em ha. Bán bò lứa bò hết rồi. 12 13 tháng bò, bự bò chứ gì. Không? Về bảo đảm của chú anh chị mình nuôi thì nha. 3-4 tháng nữa mình xuất chuồng được luôn. Đó. Không? Giờ hiện tại giờ là 30 đó, 3 con giá là 31 triệu con, 3 con là 96 93 triệu ha. 3 con 93 triệu, mỗi con là 31 triệu. Đó thì cô chú chị mình thấy ưng ý được mua cái giá này thì liên hệ cho em. Đầu cổ nè. Bò lắc hiền, ăn uống thì khỏi phải lên bàn tới luôn. Xong lưng dai đít đều rang của chị. Dai đít là vuông bò ha. Nó mấy bò nuôi lên nuôi dày nè. Đó. Khỏi phải tới đó đít nè. Rồi hình ảnh em gửi đầy đủ hết rồi, mong cô chú chị mình xem được giá ưng ý mua thì liên hệ ha. Đó. Rồi con đi. Vuông bò đặt bò hang hình hài của chúng chị thấy không, dữ dằn luôn. 31 triệu con của chúng chị. Thì cô chú chị ưng ý được giá này mua thì liên hệ cho em ha.